Chào mừng các bạn trở lại với kênh S Garden. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn về cách dâm cành hoa giấy. Trước mắt các bạn là những cây hoa giấy đã được dâm cành được khoảng gần một tháng và hiện nay nó đã bắt đầu ra chồi rất là đồng đều. Đấy, các anh chị và bạn nhìn xem, hoa giấy được dâm cành và phát triển rất là tốt, cũng cách đây khoảng được gần một tháng và hiện tại nó đang ra nhánh phát triển rất là đẹp. Đấy, mời các anh chị và các bạn quan sát nha. Rồi, ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn về cách dâm cành hoa giấy. Nếu các anh chị và các bạn đang xem kênh thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đấy nhấn vào chuông báo để ủng hộ kênh, đồng thời đón xem những video mới nhất của kênh. Và ngay sau bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn về phương pháp dâm cành hoa giấy. Để dâm cành hoa giấy thì trước tiên chúng ta phải chuẩn bị về dụng cụ để dâm cành hoa giấy là kéo, kéo cắt cành. Kéo cắt cành các bạn lưu ý là phải đảm bảo sắc để vết cắt được sắc ngọt, không bị làm cho cái cành hoa giấy bị dập, chảy xước, sẽ làm giảm cái tỷ lệ sống của hoa giấy. Thứ hai nữa là phần cưa. Cưa này, cưa để cắt đối với những cái cành lớn mà kéo không cắt được. Và cành hoa giấy để chúng ta lấy mầm làm cành dâm. Về đất dâm cành thì các bạn nên chọn là đất đỏ nhé, đất đỏ đập nhỏ. Tại sao lại chọn đất đỏ? Tại vì đất đỏ nó sạch bệnh và hai nữa là rất thích hợp để đối với việc dâm cành hoa giấy nói riêng và đối với các loại cây cần dâm cành nói chung. Và cuối cùng là túi bầu, các bạn tùy theo các bạn dâm cành lớn hay nhỏ mà chọn cái túi bầu cho nó phù hợp các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dâm cành hoa giấy. Đây là một cành hoa giấy mà mình mới cắt từ cây. Thì các bạn cắt bỏ những cái nhánh không cần thiết nha. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ này. Chúng ta cắt bỏ những nhánh không cần thiết. Rồi, ví dụ đây là một cành hoa giấy mình đã cắt được. Thì các bạn lưu ý là cành hoa giấy chúng ta chọn thì nên chọn những cái cành bánh tẻ, tức là không già quá, cũng không non quá để đảm bảo cái tỷ lệ sống cao. Và cái cành dâm thì phải đảm bảo là tối thiểu khoảng 2 đến 3 mắt. Đấy, đây 1 mắt này, 2 mắt này, 3 mắt có thể cắt ra đây, tức là cành dâm là đảm bảo 2 đến 3 mắt thì dài khoảng 15 đến 20 cm các bạn nhá. Và đây mình sẽ cắt đây. Các bạn chú ý này, mình cắt này. Đấy. Đây là một cái cành dâm hoa giấy đạt tiêu chuẩn đấy. Đảm bảo, các bạn lưu ý là đảm bảo cành dâm là không già mà cũng không non nhé, cành bánh tẻ và có từ 2 đến 3 mắt. Đấy. Vết cắt là đảm bảo là sắc ngọt này, không bị dập, chảy xước, thì để đảm bảo nó vi khuẩn không xâm nhập và như vậy thì cây nó sẽ nhanh ra mầm, không bị thối. Rồi, nếu mà các bạn lưu ý đối với những cái cành to ấy, to hơn cái cành này này, cành nó khoảng bằng ngón chân cái trở lên mà cái kéo này không thể cắt được
Thì lúc đó chúng ta phải dùng cưa nhé, dùng cưa để cắt. Sau khi có cành dâm rồi thì chúng ta bắt đầu cho đất vào bầu. Thì mình sẽ cho đất vào bầu nhá. Đất các bạn chú ý là đảm bảo là nó nhỏ, các bạn hãy đập đất ra để làm nhỏ đất và cho mình cho vào bầu. Đấy. Đây, các bạn cho nó hơi lèn một chút này. Đấy. Sau khi có đất rồi, đây mình đã làm sẵn rồi. Các bầu đất mình đã có sẵn rồi. Sau khi có đất rồi thì chúng ta tiến hành dâm cành hoa giấy nhá các bạn nhá. Đây chúng ta cắm vào. Các bạn chú ý là cắm theo cái chiều đúng của nó nhá. Khéo là chú ý là cắm ngược chiều thì cây nó không sống được đâu. Cái hoa giấy này thì cái gai của nó thì ở trên cái mầm. Tại vì mục đích là để cái gai này nó làm cái tay tán tay để nó đỡ 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 để nó phóng lên cái ngọn của nó. Đấy mình thiếu một cái mình cắt thêm nha. Rồi, mình đã tiến hành cắm cành dâm vào trong cái bầu đất mà đất ở đây là đất đỏ. Sau khi các bạn cắm xong rồi thì chúng ta tiến hành tưới nước các bạn nha. Ở đây là mình làm hướng dẫn các bạn nên là mình không dùng máy bơm bình thường mà chúng ta dâm rồi chúng ta để ra bãi bãi và chúng ta tiến hành lấy vòi phun chúng ta xịt dạng phun sương tốt hơn nhất là để nó tránh bị bắn và làm cho bầu đất nó mất đất không đảm bảo. Rồi. Các bạn chú ý là cái bầu dâm này phải đảm bảo để ở nơi dâm mát các bạn nhé. Chúng ta có thể làm để đảm bảo thì chúng ta có thể làm mái che, tức là làm tạm thôi cũng được. Làm mái che bằng ni lông để tránh nước mưa vào, làm cho nó chẳng may gặp mưa thì sẽ làm cho nó bị thối. Và chúng ta cũng phải đặt một lớp lưới đen lên trên để tránh trời nắng làm cho cây cũng có thể bị chết. Vì vậy chỗ chỗ các bạn đặt bầu dâm là phải đảm bảo là tránh mưa và nắng các bạn nha. Và thời điểm bây giờ là rất thích hợp vào thời điểm dâm cành hoa giấy. Vì vậy các bạn mà muốn dâm cành hoa giấy thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để dâm cành hoa giấy. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cách dâm cành hoa giấy. Chúc các bạn thành công và mời các bạn xem lại cái thành quả của mình các bạn nha. Mời các anh chị và các bạn ngắm lại cái thành quả sau 1 tháng mà mình đã dâm cành hoa giấy. Hiện tại thì mình đã dâm được khoảng hơn 1.000 mầm nhé. Đấy, rất là nhiều. Đây. À, phát triển rất là đẹp. Cây phát triển rất là đẹp. Hoa giấy thì gồm có hoa giấy 2 màu, hoa giấy màu đỏ, màu tím, màu vàng và các màu cam. Đấy. Sau một thời gian nữa khoảng 2 tháng
thì có thể là ở sang chậu cho cây, tức là chúng ta quan sát thì cây lúc đó có bộ rễ ổn định, tức là rễ đen, thì chúng ta có thể tiến hành trồng được. Hiện tại thì chưa trồng được đâu. Rồi, mình đã hướng dẫn các anh chị và các bạn về cách dâm cành hoa giấy. Nếu các anh chị và các bạn muốn dâm cành thì hãy thực hiện ngay theo cái phương pháp trên để có được kết quả tốt nhất. Chúc các anh chị và các bạn thành công. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video. Các anh chị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh để được đón xem những video mới nhất của kênh. Tạm biệt.